What's up everyone? Welcome back. Chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại channel của mình. Và này mình tiếp tục cái series Bombom. Now, let's go. Đây là cái phần cuối trong series Bombom này của mình. Và hy vọng các bạn sẽ cố gắng xem hết cái video này cho mình. Nào, và mình đang ở những phần khó nhất của level 4. Ở đây thì bắt buộc các bạn phải hiểu được quy luật, đó là chết luôn. Và mình vừa mới ăn cái cờ vị trí kia rồi. Đây không may có hy sinh thì cũng không sao, không sợ lắm. Bên. Nào, và để mà kết thúc cái map này thì mình phải quay lại vị trí ban đầu. Quay lại vị trí ban đầu rồi mà đến thì ở đây có cái kính khẩu để kết thúc cái level này. Nào, và chúng ta đến với level 73. Bắn ghê quá, màn này cũng khoai này. Nào, và mình đã vượt qua cái phần đấy rồi, chúng ta tiếp tục trên. Thì ở đây không nhầm là cái màn này không có cái cửa nào để có thể đưa được vị trí cả. Chỉ vậy thì mình thích làm những phần khó trước. Sau khi qua những phần khó trước rồi thì đi lại làm như thế. Hơi ngược đời một chút. Đúng vậy, nhưng không có gì khi mà mình chơi phần dễ trước thì gần hết rồi, quay phần khó thì khả năng chết không sao. Mình thấy thì rất là phí, và mình phải chơi lại không biết bao nhiêu lần, cho nên mình chọn khó trước. Nào, và rồi thì mình lại để kết thúc cái level này. Ok, đến phần cuối thì lại dám phải đinh. Nào, quay lại. Ôi, quá. Nào, hiệu quy luật rồi. Bắn ra cái hạt đỏ đỏ này, đây không biết là gì. Mình chạm vào một phát là mình bắt buộc thôi. Nào, trên trên này thì tiếp tục chỉ có cái bot kia. Ôi, mình xa thế. Nào, và ăn chiếc đấu vàng. Và tiếp tục quay lại, tiếp tục level. Ok. Và hẹn gặp lại các bạn trong level 74. Và ở đây có 3 chìa khóa, mình chỉ ăn một cái chìa khóa thôi thì cả cánh cậu đây cũng hết. Nào, nào, nhìn này. Ôi, may quá. May quá các bạn, chỉ còn đúng một cái hớt thôi. Thật là may mắn, không may thì sẽ chết luôn rồi. Nào, và kết thúc cái level này. Và anh đang chạy với boss. Đây, tiếp tục phải shock với boss.
đợi nó lăn ra và mình sẽ cho một cái đá xuống đồng. Lại bên kia có một cái biển có hiệu là có đá. Xịt rồi. Một lần nữa này, con boss ở cuối trông to này, trông to ngoài này nhưng mà yếu, yếu một ít ít cho đậm nhảy các thứ quá, cho nên là mình không sợ con này mấy. Vậy càng về sau thì cái boss này càng ngu. Như vậy thì sợ thằng ấy. Đấy. Nào và cuối cùng thì đến những phần lại cứu Red Bungon. Bom bồn Red Bungon. Nào, kết thúc. Cuối cùng thì mình đã vượt qua cái vùng này. Sau quá trình này thì